Pidawanya. Trời ơi, chú này rồi, đau quá. Ui, đau quá, chết thôi. Mẹ nó trốn. Sao đấy em ơi? Đi lấy cây về ngã, chỗ nào không ngã, ngã ngay chỗ này. Đau ngay. Đau ngay chỗ này chứ. Có đi được hay không? Chả biết được. Hay là anh giúp em. Anh ở đây, anh đi đâu về? Anh đi chăn gà về. Có đi được không đấy? Anh thử cho em. Ở dưới kia ngồi. Ui dồi, nặng. Nặng quá. Ui. Đi đâu ngã thế này? Đây ngồi đây rồi. Mày quá gặp anh. Cây của em ở đâu ấy? Cây ở trong này.
Đấy, nhiều thế làm gì? Đi làm chuồng gà, chuồng vịt. Có đau nhiều không? Giờ thì thấy tạm rồi. Có cần giúp gì không? Các khác về được ngay ạ. Thank you.
Ugh.